Thì hôm nay cô ghé con để cô làm công nghệ dùng huyết tương dầu tiểu cầu để điều trị về cái đốm nâu á. Thì hôm nay mình cũng làm lần thứ ba rồi. Con mời cô chia sẻ cảm nhận của cô sau khi mà cô làm công nghệ huyết tương dầu tiểu cầu cô nhé. Nói chung á là lúc trước cái đốm nâu ấy, tàn nhang là cái nổi, Dạ. nó nổi 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 nhiệt hai bên đây nè, nổi dữ lắm, thậm chí là có mũi nè. Bây giờ sau khi dùng cái liệu trình đó thấy có bớt rõ rệt rồi đó, bớt rõ Dạ. rệt rồi, thấy có hy vọng lắm, có hy vọng là mình sẽ đẹp lại, không có còn những cái đốm tàn nhang, những cái Dạ. đốm nâu xấu xí đó nữa. Dạ, con thấy vùng cánh mũi hoặc là cái vùng hai má của cô đó bây giờ sáng hơn rất là nhiều so với lúc trước cô ghé con. Da mình đều cái tông màu hơn rồi cô ha. Rồi những cái nếp nhăn mảnh cũng đỡ nhiều lắm. Đó nhiều lắm. Dạ. Nên là hôm nay cô ghé cô làm tiếp cái liệu trình này để da của cô được cải thiện, được căng, được mướt hơn và được sáng hơn nữa. Thì bây giờ con sẽ cũng không có để mình chờ lâu nữa đâu. Con sẽ mời cô nằm xuống để mình tiếp tục công nghệ dùng huyết tương dầu tiểu cầu. Thì bác sĩ sẽ làm cho cô nhé. À mà trước khi mà mình làm thì cô có lời nhắn gửi gì cho khách hàng của BB Thanh Mai không ạ? Nói chung là sau khi lại đây mà đã hiện thực thấy cái gương mặt như vậy rồi là rất là vui mừng, rất là hy Hài vọng là lòng mình ha. sẽ trẻ đẹp chứ không có còn xấu xí như mà lần nữa. Thì bây giờ rất là cảm ơn BB Thanh Mai. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều luôn á. Cô có tin tưởng BB Thanh Mai này, trao cho chúng con cơ hội nè. Rồi cô cũng sẽ giới thiệu bạn bè cho BB Đúng để mọi người cùng được đẹp đúng không đúng, cô? Được đẹp, được vui, được tươi hơn trong cuộc sống của mình cô ha. Dạ. rất là tin tưởng. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Cả nhà mình nếu như mà muốn có được cái sự tươi trẻ và vui vẻ như cô thì nhớ ghé BB Thanh Mai nha. Thì bây giờ em sẽ để cho cô nằm xuống để cô tiếp tục cái liệu trình điều trị của mình ạ. Dạ cô nằm xuống, bác sĩ bên con điều trị cho cô nhé. Đó, cả nhà mình ơi, nếu như mà cả nhà mình muốn ngày càng tươi tắn, trẻ trung và rạng rỡ hơn thì cả nhà mình có thể ghé BB Thanh Mai, tổng đài miễn phí là 1-800-66-17 hoặc là cả nhà có thể inbox cho BB nhé. Bác sĩ của BB sẽ tham gia trực tiếp cho cả nhà nè, rồi lên phác đồ điều trị trẻ hóa da cho từng tùy cái tình trạng da của mình luôn. Hẹn gặp lại cả nhà ở BB Thanh Mai hoặc là ở những cái buổi livestream sau cả nhà nhé.